Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 7, phẩm Phổ Hiền Tam Muội thứ ba. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền là đại Bồ Tát trong các đại Bồ Tát, cũng là thuyết pháp chủ, ngài cưỡi voi trắng lớn sáu ngà, biểu thị đại hạnh, sáu ngà dụ cho sáu độ, trắng biểu thị thuần tịnh, bất cứ chúng sinh nào chỉ cần kiên thành xứng tán khen ngợi thánh hiệu của ngài thì bồ tát phổ hiền nhất định sẽ hiện ra ở trước để cứu độ khiến cho họ ra khỏi biển khổ đã được giải thoát tam muội là tiếng phạn dịch là tránh định tránh thọ là nói bồ tát phổ hiền tu tránh định đã được thọ dụng phẩm này là phẩm thứ ba cho nên gọi là phẩm phổ hiền tam muội thứ ba Bây giờ đại bồ tát phổ hiền ở trước đức như lai ngồi trên tòa sư tử liên hoa tạng nương thần lực của đức phật mà nhập vào tam muội sau khi nói xong phẩm thứ hai rồi thì đại bồ tát phổ hiền ở trước phật thích ca mâu ni ngồi trên tòa sư tử liên hoa tạng ngài nương ngoài thần lực của phật nhờ phật gia bị mà nhập vào tam muội khi các đại bồ tát nói pháp thì nhất cử nhất động đều nói nương thần lực của phật mà chẳng nói nương thần lực của mình vì bồ tát chưa thành phật vẫn là thân phận hữu thượng sĩ ở trên còn có phật vô thượng sĩ ngài vẫn chưa chứng đắc quả vị phật cho nên bồ tát nhất cử nhất động nhất ngôn nhất hạnh lấy phật làm nơi nương tựa quay về do đó nói là nương thần lực của phật Tạm muội đó tên là nhất thiết chư phật tỷ lô giá na như lai tạng thân khắp vào tánh bình đẳng của tất cả chư phật ở trong pháp giới thị hiện các ảnh tượng rộng lớn vô ngại đồng như hư không biển pháp giới đều vào khắp hết thảy đây là tên của tam muội gọi là nhất thiết chư phật tỷ lô giá na như lai tạng thân tức cũng giống như tỷ lô giá na phật bồ tát phổ hiền ngài vào khắp tánh bình đẳng của tất cả chư phật thị hiện ảnh tượng phật ảnh tượng bồ tát ảnh tượng duyên giác và tất cả ảnh tượng khác tận hư không biến pháp giới thần thông lực của ngài rộng lớn vô ngại nhiều đồng hư không pháp giới hải chẳng có một nơi nào mà ngài không thể đạt đến được. Sinh ra tất cả các pháp tam muội bao hàm dung nạp khắp mười phương pháp giới, biển trí huệ quang minh của chư Phật ba đời, đều từ đây sinh ra, hết thảy các biển an lập trong mười phương đều thị hiện ra. Bồ Tát Phổ Hiền đắc được tam muội là mẹ của tất cả tam muội hay sinh ra tất cả pháp tam muội Tam muội này có thể bao hàm dung nạp khắp mười phương pháp giới, biển trí huệ quang minh của chư Phật ba đời cũng từ tam muội này mà sinh ra. Mười phương tất cả các cõi Phật, pháp môn và tất cả các đạo tràng đều an lập trong tam muội này thì hiện ra đủ thứ cảnh giới này. Hàm chứa tất cả các được giải thoát của Phật và trí huệ của Bồ Tát hay khiến cho hạt bụi trong tất cả cõi nước có thể dung thọ khắp vô biên thế giới mà thành tựu tất cả biển công đức của Phật lại hiển bày các biển đại nguyện của Như Lai hết thầy chư Phật truyền bánh xe Pháp lưu thông hộ trì khiến cho chẳng đoạn tuyệt trong tam muội của Bồ Tát Phổ Hiền tham chứa tất cả thập lực và giải thoát lực của Phật cùng với hết thảy trí huệ của Bồ Tát hãy khiến cho hạt bụi trong tất cả cõi nước của chư Phật dùng thọ khắp vô lượng vô biên thế giới, thành tựu hết thảy tất cả biển công đức của Phật, lại hiển bày tất cả biển đại nguyện của Phật, mười phương ba đời tất cả chư Phật truyền bánh xe Pháp, điều thông Pháp này. Hộ trì pháp này khiến cho Phật Pháp chẳng đoạn diệt, vĩnh viễn tồn tại trong thế gian. Như ở tại thế giới này, Bồ Tát Phổ Hiền, ở trước Đức Thế Tôn vào tam muội này. Như vậy, tận Pháp giới, hư không giới, mười phương ba đời, vi tế, vô ngại, rộng lớn, quang minh, nơi Phật nhãn thấy được, Phật được đến được, thân Phật hiện đến, tất cả cõi nước và các cõi nước đó, hết thảy hạt bụi, trong mỗi hạt bụi đều có cõi Phật nhiều như số hạt bụi thế giới hài trong mỗi cõi nước đều có chư phật nhiều như số hạt bụi thế giới hài và trước mỗi đức phật đều có bồ tát phổ hiền nhiều như số hạt bụi thế giới hài cũng đều nhập vào tam muội nhất thiết chư phật tỷ vô giá na như lai tạng thân này trong thế giới ta bà này bồ tát phổ hiền ở trước đức phật thích ca mâu ni nhập vào tam muội nhất thiết chư phật tỷ vô giá na như lai tạng thân như tam muội này tận cùng pháp giới hư không giới mười phương ba đời chẳng những chỗ nhỏ nhất cũng chẳng có chướng ngại mà dù chỗ rộng lớn trong ngàn do tuần cũng chẳng có chướng ngại trời người mặt trời mặt trăng quang minh thầy mọi nơi chẳng có chướng ngại phàm là nơi phật nhãn thấy được nơi phật lực đạt đến được nơi thần phật hiện đến được mười phương tất cả cõi nước tam muội của bồ tát phổ hiền đều đến tận cùng được hết thầy hạt bụi trong thế giới ta bà và mười phương tất cả cõi nước ở trong mỗi hạt bụi lại có cõi Phật nhiều như số hạt bụi thế giới hài. Ở trong mỗi cõi Phật lại có chư Phật nhiều như số hạt bụi thế giới hài. Ở trước mỗi vị Phật đều có Bồ Tát Phổ Hiền, nhiều như số hạt bụi thế giới hài nhập vào tam muội nhất thiết chư Phật tỷ lô giá na như lai tạm thân này. Bây giờ nơi mỗi mỗi Bồ Tát Phổ Hiền đều có mười phương tất cả chư Phật hiện ra ở trước. Các đức như lai đó đồng thanh khen rằng, lành thay, lành thay, thiện nam tử, ông vào được tam muội nhất thiết chư phật tỷ lô giá na như lai tạng thân bồ tát này. Lúc đó ở trước mỗi bồ tát phổ hiền đều có mười phương chư phật hiện ra ở trước, các miệng đồng thanh khen ngợi bồ tát phổ hiền nói: lành thay, lành thay, phổ hiền, ông là thiện nam tử, vào được tam muội nhất thiết chư phật tỷ lô giá na như lai tạng thân bồ tát này. Phật tử, đây là mười phương tất cả chư phật cùng gia bị cho ông vì nhờ bổn nguyện lực của tỷ lô giá na như lai và cũng do ông tu hạnh nguyện lực của tất cả chư phật chư phật khen ngợi bồ tát phổ hiền rồi lại nói phật tử đó là nhờ mười phương chư phật cùng gia bị cho ông khiến cho ông vào được tam muội này vì nhờ bổn nguyện lực của tỷ lô giá na phật và do ông tu hạnh nguyện lực của tất cả chư phật cho nên đắc được tam muội này Chuyển được bánh xe, tất cả Phật Pháp, khai thị hiền bày, tất cả biển trí tuệ của Như Lai, chiếu khắp các biển an lập trong mười phương không thừa sót, khiến cho tất cả chúng sinh tịnh trị tạp nhiễm được thanh tịnh, nhấp khắp, tất cả cõi nước lớn chẳng có chấp trước, và sâu tất cả cảnh giới của chư Phật chẳng chướng ngại, khắp thị hiện tất cả công đức của Phật, vào được thật tướng của tất cả các Pháp tăng trưởng trí huệ quan sát tất cả các Pháp môn, thấu rõ căn tánh của tất cả chúng sinh, tu trì biển lời dạy của tất cả chư Phật như này. Bồ Tát Phổ Hiền vào tác muội này chứng được đủ thứ thành tựu, truyền được bánh xe pháp vi diệu của tất cả chư Phật mười phương ba đời, khai thị hiền bày biển trí huệ của tất cả chư Phật. Chiếu soi khắp các biển an lập trong mười phương pháp giới, truyền bánh xe pháp giáo hóa chúng sinh, khiến cho tập khí màu bệnh của tất cả chúng sinh đều trừ khử sạch, phá trừ vô minh, tiêu diệt phiền não, tầm thành tịnh chẳng tạp nhiễm. Việc thiện mà chúng ta làm trong đó lại xen tạp một chút nhân ác, nghiệp ác tạo ra bên trong cũng xen tạp một chút nghiệp thiện, do đó thiện ác xen tạp, tịnh nhiễm hỗn hợp, tịnh trị tức là trừ khử đi nhân ác, giữ lại nhân thiện, giống như đãi vàng trong cát, tìm từ từ thanh tịnh và nhiễm ô, vốn hỗn hợp với nhau dùng phương pháp tịnh trị để khiến cho pháp nhiễm ưu chẳng còn nữa mà đắc được thanh tịnh. Bồ Tát phổ hiền ở trong tam muội này, tuy có thể nhiếp trị khắp tất cả các cõi nước, nhưng chẳng có sự chấp trước. Vào sâu tất cả cảnh giới của Phật chẳng có chướng ngại, khắp thị hiện hết thảy tất cả công đức của chư Phật vào tất cả các pháp Thuật, tướng có thể tăng trưởng đại trí huệ, lại quan sát được tám bốn ngàn pháp môn muốn thuyết pháp giáo hóa chúng sinh trước hết phải biết căn tánh của chúng sinh như thế mới có hiệu quả bồ tát phổ hiền khéo tu chỉ ngôn giáo của tất cả chư phật tuy nhiên kinh tạng như biển nhưng đều tu được viên mãn bấy giờ tất cả chư phật trong mười phương bèn ban cho đại bồ tát phổ hiền trí huệ vào được nhất thiết trí tánh lực ban cho trí huệ và pháp giới vô lượng vô biên ban cho trí huệ thành tựu tất cả cảnh giới của phật Bàn cho trí huệ biết tất cả biển thế giới thành hoại. Bàn cho trí huệ biết tất cả cõi chúng sinh rộng lớn. Bàn cho trí huệ trụ vào giải thoát thâm sâu không khác biệt. Tất cả tác muội của chư Phật. Bàn cho trí huệ vào tất cả biển các căn của Bồ Tát. Bàn cho trí huệ biết tất cả biển ngôn ngữ của chúng sinh trên pháp luân tử biển. Bàn cho trí huệ thần vào khắp pháp giới tất cả thế giới hài. Bàn cho trí huệ được tất cả âm thanh của Phật. Lúc đó, mười phương tất cả chư Phật đều đến gia trì cho Đại Bồ Tát Phổ Hiền, ban cho Ngài đủ thứ lực, khiến cho Ngài vào được trong hết thảy trí huệ. Một, mười phương chư Phật ban trí huệ cho Bồ Tát Phổ Hiền, khiến cho Ngài vào được hết thầy trí tánh lực. Hai, mười phương chư Phật ban trí huệ cho Bồ Tát Phổ Hiền, trí huệ khiến cho Ngài vào được tận hư không biến pháp giới vô lượng vô biên. Ba, mười phương chư Phật bàn trí huệ cho bồ tát phổ hiền khiến cho ngài thành tựu tất cả cảnh giới của chư phật vì ngài có thứ trí huệ này cho nên ngài làm thuyết pháp chủ của kinh này bốn mười phương trừ phật bàn trí huệ cho bồ tát phổ hiền khiến cho ngài biết được tất cả thế giới hải đều có bốn tướng thành trụ hoại không thời gian của thế giới thành là hai mươi tiểu kiếp thời gian trụ là hai mươi tiểu kiếp thời gian hoại là hai mươi tiểu kiếp thời gian không là hai mươi tiểu kiếp một thế giới phải trải qua tám mươi tiểu kiếp tức cũng là bốn trùng kiếp một trung kiếp là hai mươi tiểu kiếp làm một đại kiếp thế giới này thành rồi thì có chúng sinh trụ trụ rồi thì sẽ biến hoại hoại rồi thì không chẳng còn gì nữa không rồi lại thành thế giới kết thúc rồi bắt đầu tuần hoàn biến hóa chẳng ngừng bồ tát phổ hiền hoàn toàn thấu hiểu thế giới này thành như thế nào trụ như thế nào ngoại như thế nào không như thế nào ngài có trí huệ này năm mười phương chư phật ban trí huệ cho bồ tát phổ hiền khiến cho ngài biết tất cả biển chúng sinh rộng lớn sáu mười phương chư phật ban trí huệ cho bồ tát phổ hiền khiến cho ngài trụ vào giải thoát thâm sâu không khác biệt tất cả tam muội của chư phật bảy mười phương chư phật ban trí huệ cho bồ tát phổ hiền khiến cho ngài vào các biển căn của tất cả bồ tát 8. Mười phương chư Phật ban trí huệ cho Bồ Tát phổ hiền, khiến cho ngài thấu rõ tất cả biển ngôn ngữ của chúng sinh, truyền pháp luân từ biện. 9. Mười phương chư Phật ban trí huệ cho Bồ Tát phổ hiền, khiến cho ngài thâm nhập vào pháp giới tất cả thế giới hài, tức cũng là tùy nơi mà hiện thân. 10. Mười, mười phương chư Phật ban trí huệ cho Bồ Tát phổ hiền, khiến cho ngài được tất cả âm thanh của Phật, tức cũng giống âm thanh của Phật chẳng khác biệt. Như trong thế giới này, Đức Như Lai ở trước Bồ Tát Phổ Hiền, được chư Phật ban cho trí huệ như thế, như vậy tất cả thế giới hải và trong mỗi hạt bụi của thế giới hải đó, hết thầy Bồ Tát Phổ Hiền cũng đều như vậy. Tại sao? Vì chứng được tăng bụi này nên được phát như vậy. Trong thế giới Ta Bà này, Phật Thích Ca Mâu Ni ở trước Bồ Tát Phổ Hiền, được mười phương chư Phật, từ bi, ban cho mười thứ trí huệ. Tại thế giới Hi Ta Bà là như vậy, và trong thế giới hải khác cũng như vậy, trong mỗi hạt bụi của thế giới hải đó do thần thông hóa hiện của Bồ Tát Phổ Hiền cũng đều như ở thế giới hít đa được mười phương chư Phật gia bị bàn cho đủ thứ trí huệ. Tại sao có cảnh giới như vậy? Vì Bồ Tát Phổ Hiền đã được tam muội nhất thiết chư Phật tiểu lô giá na như lai tạng thân cũng vì quy củ của phép này nên được như thế. Bây giờ mười phương chư Phật đều duỗi tay phải giờ đầu Bồ Tát Phổ Hiền. Tay của các ngài đều đầy đủ tướng tốt trang nghiêm, tới quang minh vi diệu mở ra, hương thơm tỏa ra và phát ra ánh sáng rực rỡ. Lại vang ra đủ thứ âm thanh vi diệu của chư Phật và việc thần thông tự tại. Lúc đó, mười phương hết thầy tất cả chư Phật, mỗi vị Phật đều duỗi tay phải ra đầu Bồ Tát phổ hiện. Tay của chư Phật đều đầy đủ tướng tốt trang nghiêm, lưới quang minh vi diệu không thể nghĩ bàn. Đều từ từ mở ra, bàn tay của chư Phật tỏa ra hương thơm, lại phát ra ánh sáng rực rỡ. Đồng thời lại vang ra đủ thứ diệu âm và đủ thứ việc diệu dụng thần thông tự tại, cũng ra vị Bồ Tát phổ hiện, nên hiện ra đủ thứ việc như thế quá khứ hiện tại và vị lai, tất cả biển đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, tất cả thanh tịnh pháp luân của Như Lai và hết thảy hình ảnh của ba đời chư Phật đều hiện ra ở trong đó. Khi Phật thành đạo thì trước hết muốn nói hết kinh hoa nghiêm này, chẳng những Phật Thích Ca Mâu Ni trước hết nói hết kinh này, mà mười phương ba đời tất cả chư Phật khi thành đạo cũng đều nói hết kinh này trước hết để giáo hóa tất cả pháp thần đại sĩ do đó pháp của kinh hoa nghiêm hàng nhị thừa chẳng tin cũng chẳng thọ trì vì pháp này là không thể nghĩ bàn cũng là pháp mà một số chúng sinh không thể nào minh bạch được bồ tát phổ hiền ở trong tầm muội nhất thiết chư phật thì lô giá na như lai tạng thân biết được quá khứ là như thế hiện tại là như thế vị lai cũng như thế hết thảy tất cả bồ tát đều ý chiếu mười đại nguyện vương của bồ tát phổ hiền để tu tất cả thanh tịnh pháp luân của như lai và hết thảy hình ảnh của tất cả chư phật ba đời đều hiện ra ở trong lưới quang mình. nhiều bồ tát phổ hiền ở trong thế giới này được mười phương chư phật cùng giờ đầu như vậy tất cả thế giới hải và hết thảy bồ tát phổ hiền ở trong mỗi hạt bụi của thế giới hải đó cũng đều như thế được mười phương chư phật giờ đầu ở trong thế giới hít ta bà này. Tại Bồ Đề Đạo Tràng, Bồ Tát Phổ Hiền được mười phương ba đời tất cả chư Phật cùng đến dò đầu, gia trì tất cả trí huệ. Lúc đó có người phát sinh nghi vấn, có rất nhiều vị Phật đồng thời rũi tay phải để dò đầu Bồ Tát Phổ Hiền. Thì làm sao mà có thể dò đầu ngài? Đây là trí kiến của phàm Phu, phải biết Bồ Tát Phổ Hiền cùng hiện ra hóa thân nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Cho nên mỗi vị Phật giờ đầu Bồ Tát phổ hiền mà chẳng chướng ngại. Giống như ở trên đã nói, tất cả thế giới hải và hóa thân của Bồ Tát phổ hiền và trong mỗi hạt bụi trong thế giới hải đó đều được tất cả chư Phật mười phương ba đời đến giờ đầu.